thuốc, cho nên là tôi sẽ nói đến về ngắn gọn hay nhiều người quan tâm. Thì cái tôi nói ở đây là vấn đề biology, thì conservation of biology là rất là quan trọng. Và conservation of biology thì nó nhiều câu chuyện để nói. Thì chúng ta thấy ở đây conservation of biology thì nó sẽ đến this, thì có nature resources. Rồi, cái biển đảo thì cũng là thầy Hàm, thầy đã nói ở trong này. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu về vấn đề bảo tồn động vật quý hiếm. Tại sao chúng ta phải nói vấn đề này? Và chúng tôi là các thầy cô đã biết cái chuyện này rất là quan trọng. Đến lúc chúng ta phải nhắc nhở trở lại và tìm cách làm sao để bảo tồn những cái động vật quý hiếm của Việt Nam ở hiện nay. Thì như chúng ta đã biết, bảo tồn động vật quý hiếm là một cái nước chúng ta thì là nước rừng vàng, biển vàng ở đây. Thầy có nói rồi về là đa dạng sinh học ở thế giới thì là nguồn rất là phong phú, đặc thù. Tuy nhiên, nói thì như vậy, nhưng mà từ năm 1992 thì chúng ta có 365 loài động vật là có nguy cơ biến mất. Đến năm 2004 thì 407 loài, và đến năm 2007 thì 418. Có nghĩa là ngày càng gia tăng chứ chúng ta không quy tặng nó lại được. Mặc dù vậy thì chúng ta đã có nghị quyết của Đảng nói về vấn đề này. Chúng ta cũng làm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài và nguồn gen vi cấp quý hiếm phải được bảo tồn và sử dụng bền vững, góp phần phát triển kinh tế theo định hướng là kinh tế xanh. Và nghị quyết của chính phủ cũng là tầm nhìn đến 2030 thì cũng giao cho Bộ Khoa học Công nghệ xây dựng cái chương trình quốc gia bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen. Thì chúng ta ở đây thì về sinh học thì các thầy đều biết cái chuyện đó. Về thông tư liên tỉnh thì chúng ta đã sử dụng ngân sách để mà thực hiện những cái dự án chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và đến năm 2030. Việt Nam năm mong muốn làm chủ và ứng dụng các công nghệ như tế bào gốc, công nghệ sinh học sinh sản hiện đại và công nghệ tái biến hóa tế bào để bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm và bản địa của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam thực hiện rất là tốt chương trình bảo tồn gen về thực vật và vi sinh. Tuy nhiên là cái bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm và những giống đặc thù bản địa chúng ta vẫn làm chưa tốt. Lý do là tại sao chúng ta làm chưa tốt là vẫn chưa áp dụng những cái chìa khóa công nghệ để bảo tồn những nguồn gen ở mức độ tế bào. Tại sao chúng ta phải nhắc đến cái tôi muốn nhắc đến cái chuyện này? Lý do chúng ta thấy là cho nên những cái năm trước chúng ta phải đưa lên cái vấn đề chúng ta vẫn phải bắt buộc phải giữ ở mức độ tế bào. Thế còn chúng ta giữ ở mức độ in situ là thì không có được. Thì trong hiện nay về bảo tồn động vật đó, thì có hai dạng bảo tồn là bảo tồn nguyên vị, tức là chúng ta có những cái khu rừng rồi trong đất nước chúng ta có thể nhìn ra nhiều cái khu bảo tồn động vật ở trên cái vị trí bản đồ. Tuy nhiên chúng ta bảo tồn cách đây 25 năm khi thì trở về Việt Nam thì tôi có nghe nó sâu la không thoáng đâu ở ngoài Huế này, ngoài ở Phú. Bây giờ là tuyệt chủng rồi. Cho nên là chúng ta bảo tồn, nếu mà bảo tồn tại chỗ thì dẫn đến cái chuyện này. Và chúng ta có nghe nhắc sừng mụn đã thông báo Việt Nam tuyệt chủng. Có nghĩa là gì? Tuy nhiên bây giờ chúng tôi đi quay về lại những cái khu vực như là trên núi đã hỏi là giờ hồi xưa có cất lại miếng tế bào nào không? Không ai giữ một miếng tế bào nào hết. Đó là một cái yếu điểm của mình. Mà như các thầy đã biết, nếu chúng ta mất tế bào là mất tất cả. Mà mất nguồn gen là mất tất cả. Chúng ta như thầy cũng đã nói là mình phải làm DNA sequence để mình biết cái ATCG nó như thế nào ha. Bây giờ nó mất rồi mình đâu cũng biết là ATCG thế nào để tương lai mình tổng hợp nó lại được. Cho nên khi mà mất tế bào là mất nguồn gen là mất bệnh viện thì quý thầy cô phải hiểu để mình transfer lại cho học sinh của mình hiểu được. Mất nguồn gen là mất bệnh viện và đất nước nào nắm được nguồn gen là người đó chiến thắng trong thế kỷ thứ 21 này. Và chúng tôi cũng đã đi những vườn quốc gia thì bảo tồn đến cuối cùng là chỉ có những con vật chết để trong cái khung bỏ tiền ra để thổi lên khỏi. Có tế bào không? Không có tế bào. Và chúng ta không có tế bào thì là chúng ta không làm được gì hết. Vì cái phương pháp chuyển vị khác nữa là phương pháp bảo tồn chuyển vị. Là như thế nào? Chúng ta đem những cái con vật quý hiếm về thả cầm viên. Nhưng mà các bạn thấy là thường thả cầm viên là đồ bảo tồn đa dạng sinh học. Nhưng mà bây giờ có những cái động vật như thảo cầm viên chỉ xem là xem cái xác con thú đã nhồi màu, hỏi trở lại tế bào đâu, không ai có hết.
cho nên cuối cùng chúng ta mất đó là cái là cái cầu chuông để đánh giá về phải đặt trở lại. Và chúng ta thấy ở Việt Nam hiện nay là những cái loại đã bị chụp rất nhiều, thì dựa trên cái lý như vậy nhiều báo chí cũng nói chuyện đấy. Và như vậy chúng ta thấy là sự tăng giá về lợn ngoài Tây Nguyên này, đến những cái loại này hầu như là đã bị tuyệt chủng. Rồi tại Việt Nam thì một cái trong những đặc điểm mà các thầy của chúng ta, các thầy như tôi cũng đã ở trong giải khi mà chúng ta mà đói đó, thì chúng ta nhập những cái con lợn mang Ras-Europe về này quên mất, chúng ta không có giữ được những cái dòng impress của mình lại cuối cùng hai impress bây giờ gọi những cái nguồn impress ở đâu chúng ta không có, mà không có impress thì không tạo ra được cái hệ giống mới. Các thầy mà dùng hai impress mà lại với nhau thì chỉ có là thương phẩm thôi, chứ thì của mình không có thể. Cho nên một cái đặc điểm nữa, nếu mà các thầy cô ở các cái vùng Tây Nguyên mà vùng xa vùng sâu xa chạy sinh học sinh đó, khi mình giữ dòng impress thì mình phải biết giữ. Các cái chuyên gia của Nhật qua nó bảo với tôi, nó đi vào rừng nó nói thế sao mình nuôi con động vật rừng mới là con động vật nhà là với nhau vậy, mình không có giữ, cuối cùng mình mất đi mình những cái dòng impress đó. Điều này làm cho nguồn gen động vật bản địa quý hiếm tại các vùng Việt Nam gần như không được lưu trữ, phát triển và khai thác, dẫn đến nguồn gen động vật quý hiếm ngày mai một. Hôm nay chúng ta đi nhà hàng thì chúng ta sẽ muốn ăn một miếng thịt heo trong rừng, chứ không ai muốn ăn thịt con lợn Ras. Cho nên là khi kinh tế phát triển thì mình quay trở lại, khi mình mất đi cái nguồn gen thì đó là chúng ta dạy sinh học, chúng ta phải lợi lao và sinh viên để chúng ta học sinh chúng ta. Gần đây thì phát triển nông nghiệp hữu cơ là và thực hiện động vật đặc thù bản địa để phát triển kinh tế nông nghiệp xanh. Thì bảo tồn nguồn gen bản địa trong chăn nuôi là một cái vấn đề cấp thiết ạ. Ví dụ như các giống bản địa dần dần biến mất này, thì đặc biệt là trong cái heo thì chim muỗi lợn lan hồng gà sơn vi thì chăn nuôi số lượng thì chăn nuôi như đây thì làm chúng ta làm ăn một bộ. Thì hiện nay các nước phát triển như thì bảo tồn nguồn gen động vật là vừa bảo tồn tại chỗ vừa nguyên vị, điều xây dựng phát triển các trung tâm bảo tồn nguồn gen dạng dưới dạng tế bào. Tại sao chúng ta phải giữ được cái dạng tế bào? Là mỗi khi xã hội cần thì từ những nguồn gen đó có thể tạo ra một cái thế hệ hoàn chỉnh. Chính vì vậy nên cái thay đổi của tôi là that's from the cell to the full home development, đó là ý nghĩa là cho chúng ta tế bào chúng ta làm là động vật. Tại vì động vật hiện nay không phải làm từ cái trứng và tinh trùng nữa, chúng ta có nhiều phương cách để làm ra một cá thể hoàn chỉnh dựa trên công nghệ. Thì ở Nhật Bản cũng có một, đây là các bạn cũng làm bên Chicken và trường cũng nhóm tôi đó, thì ở Chicken cũng có một cái viện về bao research center, tức là họ bảo tồn nguồn gen ở cấp độ tế bào. Và ở Mỹ cũng vậy, có những cái bài bảo tồn, và cho nên là chúng tôi cũng là một đơn vị rất là may mắn là khi chúng ta thấy được ra vấn đề này thì chúng tôi đề xuất lại chính phủ và chúng tôi cũng đề xuất đại học quốc gia, thì đại học quốc gia cũng cấp cho tôi một cái union của cell banking. Các bạn nếu mà các bạn nhiều đây là ai đã đi tới thăm, thì hiện nay khoa tôi là đã có cái trung tâm về cái cell banking đầu tiên để lưu trữ những cái động vật quý hiếm của Việt Nam ở cấp độ tế bào. Thì tại Việt Nam thì làm cái này thì chắc là cái này chúng ta nói rồi. Thì bây giờ tôi muốn đi trở lại là các công nghệ, nói thì công nghệ nó khó khăn, nó xa xôi vậy đó. Lát nữa các anh chị, các thầy cô đi xuống cái tầng 1 là sinh viên của trường đại học khoa công nghệ sinh học, là trường đại học quốc tế đó, làm những cái câu chuyện mà mình tưởng tượng đâu nước ở trong phải lát, trong lát sạch sẽ thế này ha, lấy DNA ra khỏi tế bào như thế nào. Rồi hồi nãy là thầy Hoàng, thầy Pháp nói về vấn đề và làm DNA sequencing để tìm ra những hiếm đó. Nhưng mà cái em bé nó sinh ra rồi bây giờ mình lên nó mình hiếm lại mình giết nó đi. Cho nên ở dưới đây một có kỹ thuật mà các bạn sẽ làm, các thầy con muốn thực hiện thì các bạn sẽ giúp lấy một tế bào từ lắng tế bào thì cái ngày thứ ba đời mình đó để đi kiểm tra. Là thì hiện nay là tất cả đều làm ở ngày dưới đó, thì các thầy con có thể xuống cắt đầu tinh trùng như thế nào, đục cái màng như thế nào, thì các thầy con sẽ sinh viên sẽ cùng với sinh viên làm ở tầng một, thì xin giới thiệu sơ như vậy. Thì chúng ta muốn bảo tồn nguồn gen ở cấp độ tế bào, từ tế bào chúng ta sẽ tạo ra một
thì dưới đó các bạn những sinh viên sẽ làm kỹ thuật lấy nhân như thế nào, rồi chuyển nhân như thế nào, sau đó làm thế nào để tạo một cái phôi nhân bản thì sẽ thực hiện gì đó. Cái thứ hai là công nghệ tái biệt hóa tế bào, tức là các anh chị thấy là hiện nay người ta lấy một cái tế bào da này, người ta làm ra một cái tế bào gốc, mà không những làm ra tế bào gốc nữa mà lấy một tế bào da này làm một cái cơ thể hoàn chỉnh. Đó là câu chuyện là người ta đã thực hiện được, và cũng rất may mắn là trường hợp tế đặc quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành công nhân bản bò. Thì nếu mà các bạn ngày mai á, các bạn sẽ đi tới chúng ta có ai thăm tế bò thì chúng ta sẽ giới thiệu về con bò nhân bản của mình. Bên cạnh đó là công nghệ chuyển gen. Công nghệ chuyển gen thì ví dụ chẳng hạn như là các thầy con các thầy chị bây giờ CRISPR-9, tức là những cái công nghệ mới CRISPR-9 chỉnh sửa gen để làm sao đó, mà muốn thực hiện CRISPR-9 thì phải có cái công nghệ làm sao mình đưa cái mình muốn chỉnh sửa vào cái nhân của tế bào. Thì ở dưới này các bạn sinh viên cũng làm cho các thầy cô xem, và đây là một cái cơ hội nếu mà các thầy cô dạy những học phổ thông rất khó tiếp cận thì các thầy cô có thể xuống để thực hiện cùng các em sinh viên ở dưới đó. Và bên đó là công nghệ sinh học sinh sản hiện đại. Thế nào là công nghệ sinh học sinh sản hiện đại? Thì chúng tôi từ một cái tế bào chúng tôi làm thành tế biệt hóa thành tế bào gốc, và từ tế bào gốc chúng tôi sử dụng cái kỹ thuật chimeric làm một cái con hoàn chỉnh là cũng ở làm ở dưới đó. Và các bạn thấy là làm sao lấy một cái tế bào stem cell đưa vào cái blastocyst thì tất cả đều có thể thực hiện. Và một cái thì các thầy cô phải đặc biệt các thầy, tại vì các thầy làm cho mình về đến các bạn các thầy chưa bao giờ lấy cái tay mình đụng được cái trứng nha. Bây giờ các thầy sẽ xuống dưới đó, các em sinh viên trẻ có cảm giác đụng cái trứng nó như thế nào? Cái trứng là 120 micromet, bây giờ nhưng mà với sự giúp đỡ của máy móc chúng ta vẫn có cảm giác chúng ta đã đụng cái tay vào cái trứng và chúng ta đang một cái có cảm giác như các thầy đó. Thì về nhân bản động vật thì chúng ta thấy là đây là cái history thì Dolly là rồi đó ha. Thì bây giờ rất nhiều và điều chúng tôi cũng đã có một cái dự án cộng đồng gian và chúng tôi đã thực hiện chuyện này. Và bên cạnh đó thì nhóm chúng tôi thì cái protocol của cloning đó thì chúng tôi cũng đã đăng trên tạp chí Nature. Và đặc biệt là chúng tôi có cái khả năng là gia tăng cái tỷ lệ phôi thai, cái tỷ lệ phát triển của phôi nhân bản rất là cao, cộng chức trong lâm tài chính. Thì các anh chị và thầy cô xuống đó sẽ lấy nhân, chuyển nhân, rồi remove cái membrane nó như thế nào, các anh chị thầy cô làm bằng tay được hết đó. Và cảm nhận mình đang remove cái membrane rất là dễ dàng. Và sau đó thì chúng ta chuyển nhân và chúng ta sẽ tạo ra cái phôi nhân bản. Thì tất cả cái quy trình này thì trong giờ giải lao các học sinh của trường đại học quốc tế sẽ giúp đỡ các thầy cô để tìm hiểu thêm cái này. Và các anh chị thấy ở đây chúng ta sử dụng có một cái hệ thống gọi là X-ray laser. Thì chúng ta thầy thấy là mình dùng X-ray laser thì mình có thể là lấy một cái nhiễm sắc thể bạch. Nếu các thầy nhìn kỹ các thầy thấy cái bộ nhiễm sắc thể nó nằm các thầy cũng thấy bằng mắt luôn đó. Đây là ở metaphase, là các bạn thấy nhìn những chất thể ở đây nè ha. Sau đó lấy chân ra thì chúng ta bắt đầu đưa cái chân ra vào. Thì chúng tôi cũng đã phải cũng vừa tại vì chúng tôi cũng nói với là cô Bahrain, và đặc biệt là chúng tôi cũng đã thảo luận là trong giảng trong trường đại học chúng tôi giảng viên không nghiên cứu thì không có được dạy, cho nên đó là cái đặc biệt của trường đại học quốc tế đại học gia thành phố Hồ Chí Minh. Và khi nghiên cứu và dạy những gì chúng ta nghiên cứu, tại vì sinh viên chúng ta rất là giỏi, chúng ta không có dạy gì ngoài chúng ta nghiên cứu. Sinh viên tự học những điều mình thầy giáo không có nghiên cứu thì đó là một cái tiêu chí của trường đại học chúng tôi. Về đây là chúng ta đã sử dụng cái công nghệ để mà gia tăng cái quá trình phát triển của phôi, thì bằng cái CT extract chúng ta thì đưa ra đây. Và hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu một cái nữa là sử dụng cái trứng của con heo ở ba toa nhiều lần, ở lòng mổ nhiều lần, chúng tôi nghiền nát nó ra, xong chúng tôi lấy cái tế bào của con chuột hoặc con người, chúng tôi sử dụng cái extract là chúng tôi có thể biến được thành cái stem cell được. Đó là một cái nghiên cứu về cái sử dụng cái thay đổi.
2013 chúng tôi làm một cái nghiên cứu mà để được hai lần. Từ một tế bào chúng tôi có thể tạo ra 25 thế hệ nhân bản, có nghĩa đây là đệ tiên đại thánh đấy. Tức là lấy một tế bào ở đây thì 25 thế hệ sau, hiện nay đã cái nhóm của bên đó tôi đã lên 41 rồi, nhưng mà hiện nay chúng tôi có thể thì tạo ra 25 thế hệ từ một cái, và khi chúng tôi có thể trên cell stem cell thì có cái lấy được là làm cái cover là unclean cloning, có nghĩa là mình có thể có một dặm tế bào mình có thể tạo ra là vô tận. Bảo tồn nguồn gen quý hiếm thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu sơ. Ví dụ chẳng hạn chỉ cần một miếng đuôi con chuột là chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều loại khác nhau. Và các con chuột đực không sinh sản, các con chuột khác không sinh sản chúng ta có thể nhân bản, sau đó là những cái con sinh sản là bình thường. Thì các công nghệ này thì các thầy cô sẽ xuống về con người. Và trong sinh học hiện nay các thầy cô cũng phải dạy cho sinh viên bảo tồn nguồn gen của đất nước rất là khó khăn. Lý do là sao? Lý do bây giờ cái thằng ăn trộm đó là nó giỏi lắm rồi. Ví dụ chẳng hạn tôi đi con Mỹ, tôi muốn lấy tinh trùng của Mỹ về, của cái con gì ở Mỹ về, tôi không cần bỏ đi nitrogen nữa, tôi bỏ trong túi về tôi vẫn làm ra thế hệ mới. Có nghĩa là việc giữ gìn cái nguồn gen của đất nước rất là khó khăn, cho nên chúng ta phải training cho sinh viên biết được những cái điều đó để làm sao để họ bảo tồn lại cái nguồn gen của đất nước chúng ta. Về có một cái nữa là hiện nay chúng tôi làm cũng là một nơi đầu tiên giữ cái con Osmosis để không còn rừng đất, nhưng mà các thầy cô biết, có nghĩa là các thầy là phải có ý kiến, đặc biệt là đây quốc hội cũng có ý kiến. Một cái con động vật hoang dã của mình mà chết mà lấy miếng thịt là phải có liên ngành mới lấy được miếng thịt. Cho nên là cuối cùng khi mà tôi về đây thì chúng ta phải điện trực tiếp ra cạnh những quân đó, cũng rất may những quân là người trực tiếp điện vào phòng nào chúng tôi mới lấy được cái này để giữ ở tại trường học quốc tế là thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi chúng tôi giữ như vậy rồi đó thì chúng tôi được thu nhận được tinh trùng của nó, thì nó có khả năng kích hoạt được cái trứng. Mặc dù nó đã chết được 4 ngày rồi thì năm 2016 cũng vậy, và đặc biệt là sau khi chúng tôi sẽ sử dụng cái tế bào đó chúng tôi làm được phôi, và hiện nay chúng tôi đang freezing để chuyển cho mang thai hộ để tạo ra cái thế hệ mới. Thì cái dự án này được support bởi Đại học Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang có một cái dự án để làm nhân bản bò thì cũng đã thành công, và bên cạnh đó thì các thầy cô chúng ta chỉ đó cũng có những cái công nghệ, ví dụ chẳng hạn như ở đây là một video được các thầy cô có thể quay video đó, thì chúng ta có thể tạo thành stem cell bằng start GSP vào trong stem cell đó. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái con vật mà từ stem cell thôi, bằng cách mình đưa cái tế bào stem cell vào cái phôi teratoma, cái phôi tứ bội thì rất dễ làm. Các thực vật tứ bội thì các thầy cô làm là dễ rồi, nhưng mà động vật tứ bội thì cũng dễ làm. Bởi vì các thầy cô sẽ sử dụng gì đó thì các em sẽ có một cái hệ thống fusion, hai tế bào mình bắn một cái fusion là trở thành một tế bào duplication để chromosome liên tiếp. Sau khi mà đưa vô như vậy đó thì chúng tôi mới là năm 2011 chúng tôi xác định đây cái chromosome mà teratoid á thì nó không contribute vào trong cơ thể mà nó sẽ contribute vào trong cái placenta, các bạn có thể ở đây. Đây là một cái con chuột và chúng tôi tất cả cái cơ thể của nó một là từ cái tế bào là stem cell, còn cái placenta của nó là màu đen, tức là nó từ một cái nguồn teratoid, có nghĩa là chứng minh là từ một cái tế bào mình có thể biến hóa thành tế bào stem cell, từ tế bào stem cell mình có thể phát một con tế bào để đi theo cái hướng này. Đây là cái công nghệ cũng có ở thế giới. Chắc là tôi chỉ còn một slide để muốn nói thì về sinh học các thầy có thể không những bảo tồn mà chúng ta sẽ sử dụng cái phạm vi, tức
là hiện nay chúng tôi đang có cái dự án để làm cái câu chuyện này, có nghĩa là làm cho con bò nó sản xuất ra thuốc cho con người. Có nghĩa là chúng tôi start giá trị từ mình cái protein. Ví dụ mình bị bệnh là mình thiếu một cái protein, một cái hormone nào đó. Vì mình tiểu đường là mình thiếu insulin. Vì mình thiếu máu, cái tủy xương của mình không tạo được cầu cầu là human embryo, mình tiết ra tiền tuyến thượng thận, thì mình có thể sản các cái human embryo gene vào trong con bò, sau đó làm nhân bản, thì con bò đó có khả năng sản xuất ra protein cho con người. Đó là cái công nghệ mà người ta gọi là hóa dựa trên nền tảng sinh học. Hóa thì thuốc dựa trên nền tảng sinh học, dựa thuốc dựa trên sinh học, hóa học thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ thuốc dựa trên nền tảng sinh học, tức là sử dụng cơ thể của động vật làm một cái nhà máy để sản xuất ra protein cho người. Thì những cái này trên thế giới họ đã thành công nhiều lắm rồi. Thì chắc là tập trung vào cái phần bảo tồn, cho nên là tôi sẽ trả lời. Thì có một cái nữa thì mình làm sinh học thì cũng giới thiệu luôn là năm 2009 chúng tôi đã thành công ở Hàn Quốc. Thì cái con heo này nó có cái đặc điểm gì đó, là con heo này có đặc điểm là có thể có biết là cách đây khoảng 6 tháng là ở Mỹ họ chuyển cái tim của con heo cho con người đó ha. Thì là sử dụng công nghệ mình lắp alpha galactosidase transfer enzyme, tức là một cái protein trên cái tế bào của con heo đó, xong rồi lắp alpha nó đi, xong lấy cái tế bào đó mình làm cho nên là khi mà đưa vào cơ thể mình thì tế bào T cell mình nó không nhận thấy được, nó nhận thấy giữa trên cái alpha galactosidase là thôi, nhưng mà mình knock out đi thì như vậy thì đó cũng là một cái đường hướng để mà mình nghiên cứu sau này có thể là sử dụng cái cơ thể động vật để cứu cho con người. Thế đó là tất cả những cái gì mà các thầy cô cần nên truyền tải cho sinh viên. Một cái điều mới nữa là vì tôi nghĩ cái này, cái bài báo mà năm 2010 của Majorsi đó sẽ là bài báo Nobel, thành giải Nobel trong 10 năm tới. Tại vì tôi dự đoán, lý do tại sao tôi dự đoán vậy là cậu này là cậu sản xuất, cậu tạo ra một cái con chuột, mà trong cái con chuột nó có cái pancreas, cái tuyến tụy là một con rat. Cho nên tất cả các nhà khoa học trên thế giới dựa vào cái chỗ này để làm gì? Để sau họ đang nghiên cứu là trong con heo có cái tim của con người, có trái thận của con người, để sử dụng cái thận đó để chuyển cho con người, chữa bệnh cho con người. Đó là những cái hướng mà sinh học của mình các thầy cô cũng gợi ý cho sinh viên. Và tôi nghĩ nếu mà cái đó thành công thì cái bài báo của giáo Nhật Bản này sẽ là Nobel Prize cho thầy cô. Đây chắc là kết luận thì cần ứng dụng công nghệ tế bào và chuyển hóa tế bào trong nông nghiệp để bảo tồn những cây nguồn gen động vật quý hiếm của bản địa Việt Nam, tạo giống mới trên nguồn gen cho sinh vật bây giờ cứ biến dựa trên công nghệ tế bào gốc cả, và cần ứng dụng công nghệ chuyển gen và tái nhân hóa để ứng dụng trong y học tái tạo cũng như là sản xuất của protein cho người và sản xuất mô nội tạng cho người. Và đó là những cái mà sinh học chúng ta cần phải nghiên cứu kết hợp với công nghệ sinh học để tiến tới. Đã xin giới thiệu cho sinh viên hiểu.